Ủy ban Nhân dân huyện Văn Chấn tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Mẩm 1, xã An Lương, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Khu đất đấu giá nằm trên trục đường từ xã An Lương đi huyện Văn Yên. Vị trí khu đất nằm ở vị trí đắc địa trong khu vực dân cư, trung tâm xã An Lương, gần Ủy ban Nhân dân xã, trường học, trạm y tế. Có tuyến đường từ Nghĩa Lộ đi IC14, cao tốc Nội Bài Lào Cai đi qua, thuận tiện đi lại, kinh doanh buôn bán. Khu đất bán đấu giá quyền sử dụng đất ở thôn Mẩm 1, xã An Lương, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, có 41 thửa, diện tích từ 105m2 đến 151,2m2, chiều rộng mặt đường ô đất từ 5m đến 9,1m, chiều sâu của ô đất từ 18 đến 21m, rãnh thoát nước, đường nội bộ 6m, hành lang đường 3m, được xây dựng, giá khởi điểm từ 273.420.000 đồng đến 362.275.200 đồng. Thời gian địa điểm xem tài sản từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 22 tháng 3 năm 2024 tại thực địa nơi có thửa đất. Thời gian địa điểm bán hồ sơ đấu giá, khách hàng mua hồ sơ trực tiếp tại công ty đấu giá hợp danh Quang Trung chi nhánh Yên Bái từ 8 giờ ngày 20 tháng 3 năm 2024 đến 16 giờ ngày 26 tháng 3 năm 2024. Thời gian địa điểm bán hồ sơ đấu giá, khách hàng mua hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban Nhân dân xã An Lương từ 8 giờ ngày 25 tháng 3 năm 2024 đến 11 giờ ngày 26 tháng 3 năm 2024. Thời gian nộp tiền đặt trước từ ngày 25 tháng 3 đến trước 16 giờ ngày 27 tháng 3 năm 2024, chuyển khoản vào tài khoản công ty đấu giá hợp danh Quang Trung chi nhánh tỉnh Yên Bái, số tài khoản 3711000110258, mở tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV chi nhánh Yên Bái. Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp một vòng. Phương thức đấu giá, trả giá lên, đấu giá theo thủ tục rút gọn. Thời gian địa điểm, cách thức nộp phiếu trả giá. Khách hàng nộp hồ sơ và phiếu trả giá trực tiếp hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ Công ty đấu giá hợp danh Quang Trung, chi nhánh Yên Bái, địa chỉ số 136, đường Nguyễn Thái Học, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0911 164 189. Hạn chót nộp phiếu trả giá 16 giờ ngày 26 tháng 3 năm 2024. Thời gian địa điểm công bố kết quả đấu giá bắt đầu từ 9 giờ 30 phút ngày 28 tháng 3 năm 2024 tại hội trường Ủy ban Nhân dân xã An Lương, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.